Con chào bác ạ. Bác cho em biết về họ tên, địa chỉ, quê quán, hiện tại bác đang sinh sống ở đâu? Tên tôi là Hoàng Văn Cẩn. Hoàng Cẩn đang hiện tại đang sinh sống ở xóm 8 Liêm Trung, Phủ Lý, Hà Lan. Vâng. Bác kể em biết về quá trình ngày trước bác bị làm sao, bác đau đớn như nào? Ngày xưa trước tôi chỉ đau nằm nặng, nhưng mà thấy đau lưng, đau chân, chân đi không đau không đi được. Vâng. Đau không đi được là bác đau như vậy thì đau cơn đau lan tỏa kéo dài bao thời gian? Kéo dài 5-6 tháng. Vâng. 5-6 tháng bắt đầu lan tỏa là không đi được. Vâng. Thì tôi đi sau khi đau nhiều như vậy thì bác đi khám và chụp chiếu đâu không? Có, tôi đi khám chụp chiếu ở 108. Vâng. Hà Nội, viện quân y 108 Hà Nội. Bác đi chụp chiếu thì bác sĩ kết luận bác bị làm sao? Kết luận tôi là thoát vị đế đệm. Vâng. Thoát vị đế đệm thì là 4 đốt phòng. Dạ. 4 đốt nồi. Dạ vâng. Nồi và 1 đốt thoát vị. Vâng. Thì bác sĩ tư vấn cho tôi là mổ. Bác đau như nào mà bác sĩ kết luận bác phải mổ? Thì đau quá không làm được thì là đau rồi cứ đứng lên không đứng đứng lên ngồi xuống khó đứng nào. Vâng. Cũng không làm được thì là bác sĩ tư vấn là phải đi mổ. Lúc đó thì bác sĩ tư vấn mổ. Vâng. Do bác đau nhiều đúng không? Đau cái triệu chứng đau của bác điển hình như nào? Đau chỉ lưng thì không đau nhưng nó đau chân. Chân. Vâng. Hết đau hết chân nọ đen kia hết chân bên chân trái là đứng lên không đứng được. Vâng. Ngồi xuống không ngồi được, ngồi xuống là đứng lên không ngồi được lâu. Vâng. Đi lại lúc nào khó khăn bác? Đi lại thì là nó cứ còng còng lưng. À. Cứ hơi cơ còng còng vai lưng. Đi lại khó khăn. Vâng. Mà đi còng khó khăn. Vâng. Bác đau về bác đau ở tay bên nào nhiều? Tay bên tất cả bên trái nhiều, tất cả một nửa ở bên một trái. Nửa ở bên trái. Bên trái. Là tê chân, tê. Vâng. Tay. Tê tay. Bác đau như vậy kéo dài mấy tháng? Dòng mấy tháng? Kéo dài gần 1 năm. Gần 1 năm. 6-7 tháng đau. Vâng. Vâng. Trước khi bác đau như vậy thì bác có đi điều trị ở những đâu không? Có đi chụp thử đi bệnh viện thì có chỉ có cái cho thuốc về uống đỡ được vài tháng xong lại đau. Dạ vâng. Lại đau. Thế là sau khi bác đi chụp và đi khám điều trị ở viện. Vâng. Bệnh tình không giảm mấy đúng không? Vâng. Và bác sĩ chỉ định là mổ. Xin làm người mộc. Vâng. Bác làm người mộc chứ là làm nhầm. Vâng. Vậy bác sĩ chỉ định là mổ. Vâng. Thì cái tư tưởng bác đồ bác có muốn đi mổ không? Tư tưởng muốn đi mổ thì lúc đấy muốn đi mổ để cho nó khỏi đó, nhưng mà dạ. Có cháu là nó uống thuốc nam của bác Thoan. Vâng. ở trên sau khi bác về nhà thuốc ấy. Vâng. Được nhà thuốc điều trị. Vâng. Ở trên nhà thuốc điều trị đúng không? Vâng. Thì cháu bác bị làm sao? Cháu bác cũng bị thoát vị. Vâng. Thoát vị nó lại đi nó mổ. Vâng. Mổ xong trong thời gian mổ mới gặp bạn bè mới nói là bác Thoan ở Hà Nội đấy chữa được khỏi. Vâng. À có nghĩa là cháu bác. Vâng. Đi thoát vị đẹp. Vâng. Và mổ rồi nhưng bệnh. Vâng. Tình không khỏi đúng không? Không khỏi. Và đến nhà thuốc điều trị. Vâng. Lại sau đó lại mách cho bác. Vâng. Mách cho bác. Sau khi bác được cháu nhà bác mách thì bác đi nhà thuốc con điều trị cho bác như nào? Được lên đấy thì lên đấy mấy thuốc điều trị thì tôi uống dần nó cứ bác kết hợp thuốc cả đắp và uống như nhau cả đắp cả uống bó. Bác có nhớ là bao nhiêu ngày một thang uống và mấy ngày một miếng lá không? 3 ngày một thang. Dạ. Còn miếng lá bó là 5 ngày một lần bó. Dạ. Một lần bó thì lại sao lại cho rượu xong rồi bó ở người. Dạ vâng. Có người mới đâu điều trị bệnh của nhà thuốc thì bác uống và đắp thuốc thì bệnh tình mới đâu có đau lên hay thuyên giảm luôn? Dạ uống năm giảm dần. Giảm. Dạ. Dần giảm đến 4 tháng ta thấy lâu quá rồi thì bác còn là lại uống cứ kiên trì thì khỏi. Bác uống mấy tháng bắt đầu nó giảm nhiều? Uống 1 tháng mà thấy giảm. 1 tháng là giảm? 1 tháng mà thấy giảm. Mà trong vòng suốt 4 tháng bác không giảm nhiều nữa. Không giảm nhiều. Ừ. Đến tháng thứ 4 mới giảm nhiều, mới dạ thấy vâng. Đỡ hẳn. Đỡ hẳn. Đỡ hẳn thì uống tháng thứ 5 là không thấy là khỏi. Vâng. Là không thấy đau gì nữa. Bác uống ngày đó bác uống tháng thứ 4. Vâng. Mà bệnh bác chưa khỏi hẳn thì bác có thấy chán nản nhiều không? Có chán thế không?
quá chán bảo sao lại không thấy đỡ thì điện lên cho bác thì bác bảo là cứ phải kiên trì lại phải uống. Sau khi được nhà thuốc tư vấn và bác điều trị tiếp tháng năm là bác. Tôi nghĩ là thuốc nam là nó không như thuốc tây là phải uống được nhiều, phải nhiều thì mới được. Vâng. Tổng cộng thì bác uống tháng thứ năm là bác khỏi đúng không? Uống và bác có điều trị tiếp thêm không? Có uống thuốc tiếp thêm một tháng. Là 6 tháng. Là 6 tháng. Từ nói bác khỏi bao nhiêu năm rồi? Nói là khỏi 3 năm rồi. 3 năm. 3 năm. Hiện tại bác có đau được không? Không đau. Không đau nhất nữa. Không đau nước nữa. Làm vẫn bình thường. Và anh nghe hiện tại bác vẫn nằm mộc. Vâng, nằm mộc kê gỗ về cánh cửa là bình thường. Rồi. Không thấy gì nữa. Ngày trước bác đau nhiều bác còn làm được nghề nghiệp bưng vác không? Trước đau thì không mấy năm, một năm không bê vác, không bê được. Dạ. Bê nhưng lên để nó lại dụ chân xuống rồi bê làm sao được. Dạ. Bác nghỉ ngày mộc một năm. Dạ. Sau khi điều trị nhà thuốc 4 tháng bệnh tình không giảm mấy. Dạ. Đúng không? Sau uống thuốc tháng thứ 5 là bệnh tình khỏi hoàn toàn. Dạ. Và uống thêm một tháng là 6 tháng. Dạ. Từ đó khỏi được 3 năm rồi. 3 năm rồi. Trong suốt 3 năm qua bác còn đau đớn hay không? Không, không đau. Làm việc bình thường nhỉ? Dạ. Đứng lên cú xuống bác còn đau không? Không, không đau. Con hỏi câu tỉ mỉ nè. Ngày trước bác đau nhờ vậy trong vòng gần một năm. Dạ. Tê chân, tê tay. Dạ. Đi còng lưng. Dạ. Nhưng mà cái tâm trạng và cái suy nghĩ của bác có tin là mình khỏi bệnh không? Cái đấy thì nhiều người cứ bảo nó cái rác thất vị không khỏi. Nhưng mà may là gặp thầy thuốc. Vâng. Bác là uống thế là tự dưng là không thấy gì nữa, không thấy đau nữa. Vâng. Còn nó khỏi, còn nó khỏi được bao nhiêu đau nữa thì không biết nữa. Có nghĩa là hiện tại khỏi 3 năm rồi. Vâng. Hiện tại bác không còn đau nữa. Không đau nữa. Đứng lên cúi xuống bình thường rồi. Vâng. Không còn tê, không còn đau, không nhức nữa. Không còn đau, như không. Ngày trước là cháu bác ở gần đây đã đi mổ phát vị đệm rồi. Vâng. Nhưng mà bệnh không khỏi. Không khỏi. Và được nhà thuốc điều trị khỏi lại mách cho bác. Vâng. Vâng. Thì là rất là mừng rồi. Vâng. Ngày đó thì bác ra viện kiểm tra. Ra viện kiểm tra. Được bác sĩ kết luận bác phải mổ. Vâng. Thì lúc đó về bác có xác định bác đi mổ không? Cũng đang chuẩn bị xác định đi mổ thì là dạ. Gặp cháu nó đấy về là đi mổ thì là có nhà chùa đây. Dạ. Nhà chùa đây là nhà chùa bảo nếu mà đi mổ thì thầy có người quen ở trên Việt Đức thì dạ. Đi thầy điện hết lên đã chuẩn bị cơ mổ rồi nên là dạ. Thì gặp cháu nó bảo uống thuốc bác rồi mổ bác cứ uống thuốc thử mấy tháng xem đã. Dạ. Thì bao giờ cũng tốt hơn là mổ. Thì cháu bác nó mổ rồi nhưng không dạ. Không khỏi. Thế là nghe cháu là đi lên bác Phan lấy thuốc thì là uống thế là nó khỏi. Khỏi. Ngày đó là cháu bác là đi mổ phẫu thuật rồi. Vâng. Nhưng bệnh tình không khỏi lại đến nhà thuốc điều trị. Vâng. Vâng, thế là tốt đấy. Vâng. Đây là chùa này là chùa gì bác nhỉ? Chùa này là chùa Khánh Long thôn Lơ. Còn Khánh Long thôn Lơ. Đây đằng sau lưng mình là cảnh chùa và tháp mà với đằng cây đại rất là đẹp. Được cây đại với cái bóng to là che nấp rồi. Vâng. Bác cảm nhận nhà thuốc chúng con điều trị có hiệu quả không? Hiệu quả như thế là tốt, quá tốt rồi. Dạ vâng. Còn tôi khỏi thế là rất mừng rồi. Vâng. Vâng. Hôm nay con về Hà Nam. Đây là xã Nam Trung đúng không ạ? Vâng, đây là xã Nam Trung của Phủ Lý Hà Nam. Phủ Lý là thôn thôn Nơ. Thôn Nơ. Chùa này là chùa gì bác? Chùa Lơ. Khánh Long thôn Nơ. Khánh Long thôn Nơ. Để con ghi hình về một buổi chiều vâng. Hè nắng rất là nắng thì con phỏng vấn hình ảnh ở sau cảnh chùa luôn. Vâng. Thì thay mặt là thuốc, con cảm ơn bác vâng. Đã bớt chút thời gian để cho con ghi hình ở phòng thực tế về quá trình điều trị. Bác bị nổi đệm, phình đệm và thoát vị đệm, tổng cộng bác bị 5 đốt đúng không? Vâng. Bác điều trị 6 tháng và từ đó bác khỏi 3 năm rồi. Vâng. Con hỏi thêm là hiện tại 3 năm qua bác có dùng bất cứ loại thuốc nào khác ngoài nhà thuốc chúng con không? Không. Không không, không dùng cái gì nữa. Hiện tại bác còn đau đớn hay không? Không, không đau. Làm việc bình thường rồi. Vâng. Vâng. Thế bác là thuốc con cảm bác nhé. Vâng. Chúc bác và đình cả gia đình luôn khỏe. Vâng. Con chào bác ạ. Vâng. Con chào bác ạ. Chào cháu. Bác cho con biết về họ tên, địa chỉ, quê quán, hiện tại bác đang ở đâu? Tôi là Lê Đình Hương ở khu 7 thị trấn Diêm Điền, Thái Thụy, Thái Bình. Vâng. Bác chia sẻ con biết về quá trình ngày trước. Bác bị làm sao mà bác đau đớn như nào? Đầu năm 2018 tôi tự nhiên ngủ qua đêm thấy bả vai nó đau. Vâng. Rồi cứ tháng nọ chần chừ tháng kia 3-4 tháng sau thấy càng đau nặng thêm, xong rồi tôi không cài được cúc.
không nâng được cái tay phải lên nữa. Dạ. Thế là tôi đi bệnh viện chiếu chụp thăm khám thì họ cho là thoái hóa. Đi 2-3 bệnh viện cũng điều trị cũng không khỏi. Dạ. Sau tôi đi kiểm tra lại các cái bệnh viện tư nhân thì nó xác định chính xác là bệnh viêm quanh khớp vai, thoái hóa điểm vàng, trụ xoay của khớp vai. Dạ vâng. Vậy mà tôi đã lên mạng tìm các cái thông tin để chạy chữa bằng phương pháp nào dạ. để chúng đạt hiệu quả nhất. Và tôi mới... Sau khi bác lên mạng điều trị tìm nhà thuốc thì bác sau đó ngày trước ấy bác kể có biết về cái triệu chứng đau của bác và cơn đau của bác như nào? Tôi đau mà hàng ngày là không bê nổi bát cơm. Dạ. Tay phải là không nâng đũa lên gắp được nữa. Dạ. Không cài được cúc. Dạ. Nên là thấy là biểu hiện của cái cơn đau là ngày nặng. Dạ. Cho nên không điều trị ngay thì không thể. Có thể dẫn đến cái hậu quả là liệt tay phải. Vâng. Ngày đó thì bác đau như vậy là bác đau nhiều đúng không? À. Cái triệu chứng đau và cơn đau bị hiện về ngày, về đêm hay về sáng nhỉ? Nó chủ yếu lúc đi nằm đêm là đau quằn quại, khó gây mất giấc ngủ. Dạ vâng. Ban ngày thì là vận động mà hơi cầm cái gì nặng, hơi cầm một cái gì tác động đến cái về lực cái là nó đau nhói. Dạ. Không chịu nổi. Đau nhói tức không chịu nữa. Tức không. Lúc đó bác cử động tay ấy, có đưa lên đưa ngang ấy, cái đầu tóc ấy, có bình thường không? Về cái chu vi của khớp vai nó quay rồi cứ còn rất đẹp. Dạ. Chỉ nâng lên nâng xuống được đến cúc thứ ba dưới lên. Dạ. Chứ còn các cái quay về đằng sau, quay về, về mông là về nâng được, nâng lên trên vai trên cổ là không nâng được. Không nâng được. Bác đau như vậy thì kéo dài có nhiều thời gian không? Tôi đau từ tháng 4 dạ. đến tháng 7. Đau nặng trong thời gian suốt trong 3 tháng là đau nặng nhất. Vâng. Nó bác đau nhiều có bị huyền teo tay hay tay nhiều không? Nó tê thì không có nhưng mà cái bả vai là nó rũ xuống. À. Đau quá không nhấc thì là dần dần nó cứ rũ xuống, lệch vai đi. Lệch vai, tức là hiện tượng teo rồi. Mất cơ nhiều rồi. Nhưng mà bác nhấc được cao nhất là có qua được vai hay là bằng vai? Không nâng được qua vai. Dạ. Nó chảy đâu nó không chảy được nó? Không chảy đâu, không dạ. nâng được qua vai. Sau khi bác đau nhiều và đi kiểm tra một số nơi, đích xác là bác bị làm sao? Tôi kiểm tra chiếu chụp rồi siêu âm. Dạ. Mạch, tĩnh mạch rồi siêu âm các cái điểm vàng. Dạ. Thì người ta xác định là bệnh viêm quanh khớp vai. Dạ. Và có tràn dịch khớp tràn dịch bao dịch khớp. Dạ. Của điểm vàng trên trụ vai. Dạ. Nên là nó đã bằng ngô rồi. Vâng. Thế là bác bị viêm quanh khớp vai à? Thoái điểm vàng. Cái đẹp viêm điểm bám và tràn dịch khớp. Dạ. Sau khi vào nhà thuốc chúng con thì nhà thuốc con điều trị phương pháp như nào? Tôi thông tin trên mạng tôi được biết rằng chỗ anh Lại Tiến Thoan chỗ Trường Mỹ ở đây dạ. dùng cái phương pháp là bó lá. Dạ. Tôi đã kiểm tra qua các cái nguồn thông tin thấy rằng bệnh của mình chữa bệnh bó lá là phù hợp, dạ. vừa đảm bảo sạch sẽ, dễ điều trị mà có tiến triển đạt dạ. hiệu quả. Nên tôi đã tìm đến và mua các cái lá bó về bó và cùng kết hợp cùng với uống thuốc. Dạ vâng. Nào. Sau khi bác về nhà thuốc ấy, thì nhà thuốc điều trị phương pháp như nào? Tôi đến nhà thuốc và kể bệnh với lại lương y Thoan thì lương y có nói là bó lá thuốc theo dạ. một tháng đến tháng rưỡi là khỏi. Dạ. Bó mỗi lá bó từ 5 ngày. Dạ. Từ 6 lá thì bó trong 1 tháng. Thuốc uống thì 3 ngày mà thang thuốc còn nhiều không? Thuốc uống thì 1 triệu là 10 thang. Dạ vâng. Uống trong 1 tháng. Tức là 3 ngày 1 thang. 3 ngày 1 thang.
Con hỏi tiếp là bác lấy thuốc của nhà thuốc về, tức là cả đắp cả uống, thì mới đầu uống thuốc bệnh tình bác có đau lên hay thuyên giảm luôn? Tôi qua uống thuốc được một tuần là thấy bệnh đã thuyên giảm hẳn. Dạ vâng. Kết hợp cùng với tập luyện mà lương y hướng dẫn, dạ, tôi đã hàng ngày luyện tập vào buổi sáng một tiếng và buổi chiều một tiếng. Dạ. Rồi quá trình vận động hàng ngày nó đã bắt đầu các cái khớp nó đã mềm trở lại và đã nâng được cơn, dạ, đau nó đã không đau nhức nữa. Dạ vâng. Tổng cộng bao nhiêu chén thuốc mấy tháng đã khỏi hoàn toàn? Tôi điều trị mua 2 tháng thuốc nhưng mà điều trị 1.5 tháng là khỏi hoàn toàn. Dạ vâng. Cho nên là tôi tạm dừng để một thời gian để xem thế nào. Dạ. Thế và sau khi dùng 1.5 tháng thì nó khỏi hoàn toàn thì tôi không dùng nữa. Dạ vâng. Từ đó bác khỏi là bao nhiêu năm rồi? Từ đến nay là hơn 2 năm rồi. Hơn 2 năm rồi. Trong suốt 2 năm qua bác còn đau nhức không? Trong suốt 2 năm qua là tôi không có biểu hiện cái đau nhức trở lại. Dạ. Mà ăn ngủ ngon và khớp vai đã hoạt động trở lại bình thường. Hàng ngày đi kéo rìu 4 mét, dạ, nặng khoảng 70-80 cân vẫn bình thường. À, sức cầu cửa của rìu. Sức kéo rìu. Thái Bình là có truyền thống thả diều rất là nhiều. Trong suốt hơn 2 năm qua thì bác không còn đau phải không ạ? Ừ. Làm việc bình thường. Tôi làm việc bình thường. Tay bác có còn chân, sệ còn này không? Teo được không? Tay chân đã trở lại bình thường và các cái hoạt động khác không có một cái gì vướng mắc trở lại nữa. Dạ vâng. Bác thử nhân tay cho con này kìa. Đó. Nhân hai tay cho. Nhân cao lên này, dưới ra này. Khoanh tay vào lại vâng. Dưới ra. Khoanh tay vào. Đưa ngang. Đưa lên. Đưa xuống, đưa ngang, đưa lên là con, đưa xuống, bác đưa tay cho ngang đằng sau, đưa ngang đằng trước, đưa ngang đằng sau, đưa ngang đằng trước, dạ, bác xoay ngang tay nha, đưa cao tay lên, đưa xuống, đưa lên, đưa xuống, đưa lên, rồi bác ạ, thả tay bác bình thường kìa. Thì ngày mà bác đi nặng như vậy thì bác có điều trị ở những đâu không? Tôi chỉ có điều trị ở 3 bệnh viện hết khoảng hơn 2 triệu. Dạ. Nhưng mà không đạt hiệu quả. Bằng pháp như nào bác còn nhớ không? Thì sau khi chiếu chụp thì uống cho các cái thuốc giảm đau và các cái thuốc khác. Dạ. Uống mỗi liều lượng là 10 ngày. Dạ. Nhưng mà không khỏi thì tôi thấy rằng cần phải tìm phương pháp khác. Dạ vâng. Mà điều trị bằng thuốc nam này hiệu quả nhất. Dạ vâng. Tôi đã tra tìm trên mạng và tìm đến được nhà thuốc. Dạ vâng. Đúng người đúng bệnh và đạt được hiệu quả. Dạ vâng. Hôm nay con cất công về Thái Bình trong một buổi sáng mùa hè rất là đẹp. Bác điều trị tổng nhà thuốc là hơn 1 tháng nhưng bác lấy thuốc 2 tháng đã khỏi rồi. Đấy, hơn 1 tháng đã khỏi rồi mà bác lấy 2 tháng. Thì trong suốt 2 năm qua bác còn đau nhức rồi mỏi tê ở bệnh viện của vợ chú bị bệnh không? Không. Nó bị bình thường rồi. Ăn ngủ bình thường rồi. Ăn ngủ bình thường. Ngày trước bác đau nhiều như vậy thì bác có thấy cái bệnh viêm điểm bám và viêm khớp vai kết hợp với thoái điểm bám đấy. Thì có ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày của bác không? Tôi thấy biểu hiện của cái việc về nó lại vào cái hoạt động của tay phải. Dạ. Mà mình thuận tay phải. Dạ. Nên là khi nó đã không cài nâng được tay lên để cài cúc áo thứ ba thì thấy nguy hiểm. Dạ. Nên là đã có một cái số các cái hoạt động đã phải chuyển sang tay trái như ăn cơm, dạ, xúc bằng xìa các thứ đã phải nâng bằng tay trái. Dạ. Và thấy rằng hết sức nguy hiểm. Dạ vâng. Nhưng mà không chữa trị kịp thời thì sẽ bị tê liệt và người còn trẻ mà bị ảnh hưởng đến như vậy thì sống với bệnh tật suốt đời thì rất là nguy kịch. Dạ vâng. Tôi bắt buộc phải đi tìm thầy thuốc hiệu quả nhất. Dạ vâng. Phương pháp điều trị hiệu quả nhất. Dạ vâng. Sau khi về nhà thuốc thì bác điều trị lấy thuốc 2 tháng uống hơn 1 tháng bác khỏi rồi. Từ nói bác khỏi đã hơn 2 năm rồi. Thì hôm nay con cất công về Thái Thụy, Thái Bình, tức là Diêm Điền đấy. Thị trấn Diêm Điền đúng không? Huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. Bác ở xã nào bác? Tôi quê gốc ở bên Hồng Phong, Vũ Thư. À, nhưng mà công tác ở bên đây, công tác ở đây rồi ở đây hơn 40 năm đấy. Hơn 40 năm rồi. Thế con xuống tận nhà bác này con ghi hình để phỏng vấn quá trình điều trị khỏi viêm khớp vai
thoái điểm bám chắc thịt bao khớp, và đặc biệt là bị viêm điểm bám gân khớp vai đấy. Thì thế là thuốc thì con cản bác là mất chút thời gian cho con ghi hình về quá trình thực hiện điều trị khỏi bệnh thuốc. Bác cảm nhận là thuốc con điều trị bệnh bác có hiệu quả không? Tôi thấy rằng đây là một cái phương pháp phù hợp nhất, dạ, đạt được hiệu quả cao nhất trong cái điều trị bệnh dạ, xương khớp và thoái hóa điểm bám. Dạ vâng. Thế mà nhà thuốc thì con cảm bác nhé. Chúc bác và đại đình luôn luôn mạnh khỏe. Bác năm nay bác bao tuổi bác? Năm nay tôi 63 tuổi. 63 tuổi bác là nghỉ hưu rồi đúng không? Vâng. Mỗi buổi chiều là đến chiều hè mát mẻ bác đi thả diều đúng không? Vâng. Trong nhà bác rất là nhiều diều. Bác kéo diều thả diều co chắc bình thường nhiều đúng không? Co bình thường. Vâng vâng, nhà tốt rồi. Để thay mặt nhà thuốc con cảm bác nhé. Vâng, con chào bác ạ. Thế thì góc độ bệnh nhân cũng xin trước tiên cảm ơn lương y. Dạ. Mong là lương y khỏe mạnh, tiếp tục điều trị cho nhiều người bệnh dạ, tốt hơn nữa. Dạ vâng. Cho chúng tôi là những bệnh nhân được tìm đến và chữa được khỏi bệnh đạt hiệu quả cao nhất. Dạ vâng. Con rất cảm ơn bác ạ. Con chào bác ạ. Xin chào và cảm ơn. Dạ. Em chào anh. Vâng. Anh cho em biết về họ tên, địa chỉ, quê quán, hiện tại anh đang ở đâu? Anh tên là Lâm Hoàng Huy, hiện anh đang ở xã Đồng Lạc, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Cạn. Vâng. Hôm nay em lên nhà này em phải một hình ảnh của anh. Thì anh có thể kể và tâm sự đôi lời quá trình bệnh tật của anh đau ra làm sao? Nói chung là bệnh của mình thì cũng bị đau khoảng độ hơn 2 tháng. Vâng. Sau đó là đi chụp chiếu xuống bệnh viện chụp chiếu thì người ta bảo bị thoát vị địa đệm. Anh đau như nào và triệu chứng đau biểu hiện như nào? Đau thì lúc đầu là đau ở lưng, về sau là đau buốt hết xuống chân và không đi được. Dạ vâng. Phải đi phải chống gậy. Anh đau như vậy nặng nhất trong bao nhiêu tháng? Trong tầm khoảng 1 tháng. 1 tháng. Lúc đó anh đi lại hay nào? Đi lại thì phải chống gậy. Vâng. Cái cơn đau và triệu chứng đau nó anh lan tỏa như nào? Đau thì nói chung là rất là đau. Vâng. Vì là không đi được mà ngồi cũng không ngồi được. Vâng. Chỉ có nằm là mới không đau thôi, còn ngoài ra là đi không đi được, ngồi không ngồi được. Đi là chống nặng. Vâng, đi là phải chống nặng. Cái cơn đau nó đau dồn về ngày, về đêm hay về trưa nhiều? Nói chung là lúc nào cũng đau. Vâng. Chỉ có nằm là không đau thôi, còn vâng, ngoài ra là lúc nào cũng đau. Lúc nào cũng đau. Đau là phải chống nặng. Sau khi anh đau nhiều như vậy, đi lại khó khăn trong 1 tháng đúng không? Vâng. Anh có đi tiêm hay điều trị ở đâu không? Mình có đi điều trị thuốc tây. Vâng. Điều trị bao thời gian đấy? Điều trị hơn chục ngày. Hơn chục ngày. Bệnh tình anh có thiên giảm nhiều không? Không ạ, bởi vì về sau càng uống hết thuốc tây cái lại đau mà đau nhiều hơn. Đau nhiều hơn. Sau khi anh đau nhiều phải chụp chiếu bác sĩ kết luận là bị làm sao? Bác sĩ kết luận là bị thoát vị địa đệm. Vâng vâng. Anh bị thoát vị địa đệm rồi và anh đích xác thoát vị địa đệm. Sau đó anh cơ duyên nào anh biết nhà thuốc chúng em? Cũng qua anh em người ta đã chữa khỏi ở đây rồi, xong là anh em giới thiệu thì mình xuống đây luôn. Dạ vâng. Sau khi anh về nhà thuốc, được nhà thuốc điều trị pháp như nào? Được nhà thuốc điều trị thì lúc đầu uống thuốc thì nó có biểu hiện là thuốc có sự công thuốc ấy thì nó có đau hơn một chút. Rồi về sau đó là dần dần là giảm dần. Anh uống thang thứ mấy thì đau nhiều? Thang đầu tiên là đau nhiều. Vâng. Đến thang thứ bao nhiêu anh giảm đau và hết đau? Đến thang thứ hai là thế giảm và thang thứ ba là thế đỡ rất là nhiều. Đấy, nhiều. Anh điều trị tổng nhà thuốc mấy tháng đấy bệnh tình ấy khỏi hoàn toàn? 3 tháng ạ. Vâng, 3 tháng. Ừ. Từ đó anh khỏi được bao nhiêu năm rồi? 1 năm rồi ạ. 1 năm. Em hỏi thêm là ngày trước ấy, anh đau nhiều như vậy và không nghe lại được, mọi sinh hoạt có khó khăn không? Rất khó khăn ạ, nhất là trong việc vệ sinh cá nhân và tắm rửa. Vâng. Cực kỳ khó khăn trong bởi vì không ngồi được cho nên là rất là khó khăn. Ngày nào anh đau về nặng bên nào nhiều? Nặng về bên trái ạ. Bên trái. Vâng. Một chân trái là bị teo đi. Dạ vâng. Lúc đó thì bệnh tình anh đau không nhẹ được mà teo chân, thì cái tâm trạng và cái tư tưởng anh có thấy hoang mang về bệnh tật không? Rất hoang mang. Dạ. Rất lo lắng và cực kỳ hoang mang luôn. Trong suốt 1 tháng. Vâng. Nếu mà anh teo chân thì anh teo chân bên nào nhiều nhất? Bên trái ạ. Bên trái. Đi lại còn lệch người không anh? Đi lại thì lệch hẳn đi ạ. Dạ. Vâng. Lệch hẳn rất là nhiều. Vâng. Sau khi về nhà thuốc điều trị trong vòng mấy tháng anh nhỉ? 3 tháng ạ. 3 tháng anh khỏi hoàn toàn. Mới đầu điều trị bệnh tình anh đau lên thì anh có đau tăng đúng không?
Có, lúc có tăng lên ạ. Có gọi hay là có hoang mang, gọi nhà thuốc có hoang nhiều không? Nói chung là trước khi lấy thuốc thì cũng hỏi nhà thuốc, nhà thuốc cho biết là nó sẽ có cái hiện tượng là công thuốc sẽ đau hơn chút. Dạ. Thì sau đó thì cũng gọi lại thì được nhà thuốc động viên là cứ yên tâm điều trị không vấn đề gì. Dạ vâng. Ngày trước anh đi chụp bác sĩ cái lần ở anh thoát vị đệm thì các bác sĩ có tư vấn anh mổ hay là điều trị bảo tồn? À có, bác sĩ bảo là mổ, phải mổ dạ. thì ấy, nhưng mà vì mình cũng sợ cho nên là không dám mổ. Dạ. Và là biết ở địa chỉ này có thuốc không điều trị tốt thì cứ xuống thử đã xong là xem thế nào rồi hãng tính. Dạ. Ngày đó anh đau trong vòng dòng 1 tháng. Còn thức 1 tháng đó anh đau suốt ngày đêm. Vâng, có nghĩa là chỉ có nằm là không đau, còn đứng dậy hoặc ngồi là ngồi không nổi 30 giây. Dạ. Nó cái anh kể cái triệu chứng đau như nào? Triệu chứng thì lúc đầu ấy thì là nó chỉ đau bình thường, rất bình thường ở lưng thôi, cảm giác là mỏi lưng thôi, dần dần là bắt đầu là nó buốt xuống đùi. Dạ. Và về sau là tê hết xuống cả bì hết cả bàn chân. Dạ. Về sau nữa là càng đau nhiều hơn là không đi được nữa. Dạ. Không đi được anh không đi được trong bao nhiêu tháng? À, cũng bao nhiêu tháng? Không đi được trong vòng là một tháng. Một tháng. Lúc đó thì anh cảm nhận là anh đau bao nhiêu ngày có hiện tượng biết là mình chân đeo. À, lúc đầu ấy thì thấy buốt xuống đùi là cảm giác là thấy tê bì ở bàn chân. Dạ. Sau đó là dần dần là thấy hiện tượng là cái đùi này nó bé hơn đùi bên phải, đùi trái. Dạ. Bé hơn đùi bên phải. Thì mới biết lúc đấy là biết là teo. Và cái cảm giác của chân này nó không còn nhạy bén. Dạ. Không có cảm giác nhạy như chân. Vâng, như chân bên phải. Bên phải. Lúc đó anh đau và teo chân nhiều. Thì đi lại bằng nạng. Thì cái lúc đi lại thì đi nạng thì anh có khó khăn và đau nhiều không? Có, nói chung là đi nạng thì vẫn đau. Dạ. Chẳng qua là vì phải trong vệ sinh thì phải đi thôi, chứ còn ngoài ra thì cũng chỉ nằm thôi. Trong suốt một tháng. Vâng, mình cũng phải nằm ăn, có nghĩa là ăn cũng phải nằm. Dạ. Không ngồi được. Không ngồi được. Vâng, nằm ở ghế băng là ăn suốt một tháng. Nó rất là vất vả đúng không? Vâng. Cái nghề nghiệp hiện tại anh đang làm nghề gì? À, mình đang làm công chức ạ. Công chức, vâng. Trong suốt một năm qua anh còn đau nữa không? À, không ạ. Không còn nói đau. Nói chung là cũng cảm thấy bình thường, không có vấn đề gì. Dạ vâng. Hôm nay em lên nhà này em phỏng vấn hình ảnh của anh. Anh có cảm nhận đôi lời về nhà thuốc em điều trị bệnh cho anh có hiệu quả không? Vâng, riêng mình thì cũng gọi là rất là cơ rất là may. Dạ. Thì gặp được nhà thuốc thì phải nói là cái điều rất là tốt với mình. Dạ. Vì là qua một thời gian thì có 3 tháng điều trị thôi, nhưng mà dạ. đã khỏi hoàn toàn thì mình rất yên tâm. Dạ vâng. Rất là tin tưởng ở nhà thuốc. Dạ vâng. Thay mặt nhà thuốc thì em không biết nói hơn. Anh đã mất chút thời gian để cho em ghi hình về quá trình điều trị. Khỏi thoát vị đệm nặng, thế là nặng, anh đi nặng 1 tháng rồi, chân là teo rồi. Là từ anh khỏi 1 năm rồi. Thế là nhà thuốc thì em chân thành cảm ơn anh. Chúc anh và đại đình luôn anh khỏe. Anh mặc dù anh khỏi bệnh rồi nhá, thì anh cứ đập mỗi buổi sáng anh đang đu xà cho em nhá. Vâng. Và lại buổi chiều mùa hè nắng nuôi anh có thể cứ đập đi bơi cho em nhá. Vâng. Rất là tốt đấy. Vâng. Trong suốt 1 năm qua thì anh không còn đau phải không ạ? Vâng. Đi làm việc bình thường rồi. Đi làm bình thường ạ. Vâng. Đi làm bình thường và lái xe cũng bình thường. Dạ vâng. À, tốt rồi, em chào anh ạ. Vâng, cảm ơn nhà thuốc thì dạ. cũng mong rằng nhà thuốc là tiếp tục là phát huy những cái nghề truyền thống của mình dạ. để cứu được nhiều người hơn nữa. Dạ, vâng, em cảm ơn ạ. Chân thành cảm ơn anh ạ.